Mở rào. Anh thằng em bỏ hoa thơm ngát, rất nồng nàn và bạt ngát tình yêu, và muốn dành cho em nhiều điều, hãy cùng anh xây dựng tình yêu nhé. Em cảm ơn. Một câu thơ luôn. Rồi, em cảm ơn. Có cây đây là trong đây là một cây bút. À, em cũng gửi lời chúc đến anh là luôn may mắn và thành công trên con đường anh chọn. Để đây coi, để đây này coi. Rồi, không gian này là của hai đứa đó, cứ thoải mái coi như không có ai bên cạnh đi. Anh cảm nhận về em như thế nào? Anh cảm nhận em là cô gái rất là xinh xắn, dễ thương. Và cũng có rất là nhiều điều mà phù hợp với anh. Theo anh thì anh quan điểm như thế nào về tình yêu? Tình yêu đối với anh là phải dựa trên... đàn gái mình giới thiệu về bản thân đi nào. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Huyền Linh, chào bạn nam bên kia và chào tất cả các khán giả trong trường quay hôm nay. Con tên là Kiến Ngọc Thanh Tâm, năm nay con 27 tuổi, quê con ở Trà Vinh và hiện con đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Con làm nghề gì? Dạ con làm kế toán cô. Con làm kế toán, sao con có chiều cao lý tưởng quá vậy? Hả? Có làm nghề gì khác nữa không? Dạ không cô. Vậy là con đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh luôn? Dạ. Thôi nhà trai, giới thiệu về mình đi. Em chào anh Cường Linh, chào chị Hồng Vân và chào bạn nữ bên kia và chào mọi người trong trường quay. Em đây là Nguyễn Phúc Long, em sinh năm 90 và quê gốc của em là Quảng Trị, nhưng mà gia đình của em đang ở quận 9 và em đang làm việc ở quận 12. Làm gì? Em làm nhân viên cơ khí. Rồi, nhân viên cơ khí, nhà quận 9 hả? Dạ. Rồi, thôi mình nói về mình đi, cái ưu điểm và cái nhược điểm của mình. Dạ, cái ưu điểm của con là con vui vẻ hòa đồng, con thích nấu ăn, con biết quan tâm chia sẻ với mọi người. Còn nhược điểm? Còn cái khuyết điểm của con là con mọi người hay nói là con hơi kỹ tính. Dạ. Kỹ tính là sạch sẽ quá hay là khó tính hay là như nào? Dạ đúng rồi, kiểu như là cái tính con thì con thích mọi thứ phải gọn gàng ngăn nắp. Chứ kiểu trong nhà mà bừa bộn là không thích, đúng không? Dạ, không có đó, phụ nữ là đều phải có. Dạ. Đó là bản chất của phụ nữ rồi. Rồi mời nhà trai. Điểm mạnh điểm yếu của mình đó, nói cho nhà gái biết đi. Dạ, điểm mạnh của em là nấu ăn, em sống rất là tình cảm, em chịu khó và em biết làm tất cả việc nhà. Điểm yếu của em là em cũng khó tính và cũng hay cậu hay khó tính lắm. Hay khó tính à? Ví dụ như em nhìn thấy cái gì mà trong nhà mà không ưa là thấy mà ngửa mắt là em không chịu được, là em phải đi dọn rồi đó, rồi em mới ngồi chiều ngồi yên. Cầu toàn á, đúng không? Hai người này mà về chung một mái nhà là cái nhà đó tôi đố ông kiếm được một con bụi á. Ai mà ở hai chung hai người này cũng mệt mỏi lắm. Mình có mấy mối tình rồi em trai? Dạ em đã trải qua hai mối tình. Hai mối? Mối tình đầu tiên là mối tình em yêu xa, em yêu 7 năm. 7 năm yêu xa? Dạ, nhưng mà cuối cùng kiểu không đến được với nhau cho nên thôi. Rồi một mối tình là em được 7 tháng và em cũng đã có một lần đính hôn, một lần tân hôn rồi, nhưng mà em chưa làm giấy đăng ký kết hôn. Ủa, 7 năm đó đó yêu xa là có đính hôn gì không? À không, tức là sau khi em trải qua cái mối tình 7 năm đó thì 3 năm sau là em bắt đầu gặp một mối tình 7 tháng. Mới gặp có 7 tháng là đính hôn rồi tân hôn luôn. Dạ. Rồi sau đó thì nó thật ra nó cũng hơi buồn, tại là khi mà tân hôn xong một ngày thôi là hai bên đã không còn gì với nhau nữa. Trời đất ơi, sao lạ vậy? Lý do gì mà nặng nề như vậy? Rất nhiều thứ để nọ trong đó. Bây giờ không ai đụng và không ai sai cả. Chỉ là chắc là dưới nơi chỉ tới được chứng đỏ thôi. Nhưng mà phải rõ ra là giống như là tự lạc lẽo với nhau luôn hả cưng? Chứ không phải là do có lỗi gì hả? Phải có một cái gì lớn lắm. Dạ, cũng không có cái gì lỗi gì lớn hết. Tự nhiên tân hôn xong kia cô ấy bỏ đi luôn. Vậy hả? Dạ. Cô ấy bỏ đi luôn, không một lời nói. Có ai nói gì cũng đụng chạm tự ái? Dạ cũng không. Em luôn. Có la lối gì không? Dạ không, em không có la lớn tiếng gì cả. Kỳ vậy ta, lâu chưa? Bằng chứng là? Dạ một năm, bây giờ là vừa tròn một năm. Một năm rồi hả? Dạ. Mốt có quen nhau phải qua 7 tháng đó nha. Tức là mình đã gạt hết tất cả những cái tình cảm cũ rồi đúng không cưng? Dạ đúng rồi. Rồi vậy thì bây giờ em mong muốn là cái người bạn gái của mình sẽ như thế nào? Người bạn gái em mong muốn là nhỏ nhắn, dễ nhìn, cao 1m50 trở lên là được. Về tính cách thì cũng có chút xíu khó tính và cũng phải biết trên biết dưới với gia đình và biết quan tâm lo lắng cho nhau là được. Nãy giờ là những cái gì em nói là theo cảm nhận của chị là bên đây có hết luôn á. Có hết hả? Có chút xíu khó tính là gọi là đúng rồi, mình đã khó tính đó. Qua thăm đàn gái thì đó, qua nha. Thăm đi. Dạ con chào chú. Chào con.
Bây giờ con nghe cái câu chuyện của bạn trai thì con có suy nghĩ điều gì không? Theo con thì nghe bạn trai chia sẻ thì con thấy ai thì cũng mong muốn mình tìm được cái hạnh phúc, nhưng là cũng đâu đó chắc cũng là số của mỗi người thì mình cũng thông cảm. Rồi thông cảm, coi như chuyện nó nhẹ nhàng đi ha. Dạ. Bây giờ lo tương lai thôi, còn cái gì cũ cho nó qua đi nha. Dạ. Đừng suy nghĩ nữa. Con muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Con thì về ngoại hình thì bạn trai đó dễ nhìn là được. Còn về tính cách thì con còn người một nửa của con là phải có tính là điềm đạm, sống có trách nhiệm, có chí cầu tiến, đặc biệt là phải biết cách đối nhân xử thế. Con thích điều gì ở đàn ông? Dạ, con không thích cái tính lăng nhăng với lại không có trách nhiệm. Những cái điều cô gái đưa ra thì em cảm giác là mình có bao nhiêu phần trăm? Dạ, em có 80%. 80% hả? Dạ vâng. Rồi, như thế tốt rồi. Em đi với ai? Dạ, em đi với bà nội. À, bà nội. Với hai cô, một thím và một chú. À, rồi. Xin chào nhà trai. Chào bà. Dạ, xin chào chương trình. Và chào anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Dạ. Em là cô thứ bảy của cháu Long. À, đây là bà nội của cháu Long. Dạ. Và các dì, thím và chú. Hôm nay em đến chương trình này thì em thấy cô gái này cũng dễ thương, dễ nhìn. Em cũng ủng hộ cho cháu lên chương trình, do những cái duyên nợ trắc trở của cháu thì khiến gia đình cũng hơi lo lắng. Hiện tại gia đình cháu thì ba mẹ cháu chỉ có hai cháu thôi, cháu Long lớn và đứa em gái. Hiện tại đang sống ở quận 9, cháu hiện tại đang làm trên gia đình, công ty gia đình của chú trên này. Thì tụi em ở gần đây thì đi với cháu để cho cháu thêm nghị lực. Cháu Long nhà em thì tính cháu thì rất là bình thường, cũng không nóng lại lắm đâu, cũng điềm tĩnh. Nhưng mà con hiểu làm sao mà duyên cháu nó trắc trở thì cái này thì em cũng không hiểu. Nhưng mà em cũng hy vọng là bạn gái cho cháu của cô một cơ hội tìm hiểu để mình đến với nhau. Cháu của cô nói thật, cháu rất hiền. Nên là mong các con cho nhau cơ hội. Bà nội có vài câu đi. Bà nội thấy sao nè, thấy cháu nội dâu được không? Dạ, là cũng được. Tôi thấy cháu dâu tôi cũng được. Tôi cũng mong muốn là hai đứa nó tiến tới với nhau. Dạ, cảm ơn nội. Hôm nay em đi, con đi với ai? Dạ, con đi với em gái con. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh và các anh chị dân trường quay ạ. Con là em gái của chị Tâm. Theo như anh chia sẻ thì em cũng thấy anh khá hiền và chân thành đó. Em nghĩ là hôm nay mọi người gặp nhau đều là một cái duyên đó. Thì em mong là mọi người sẽ cho nhau một cơ hội. Rồi, em xin chân thành cảm ơn. Rồi, cảm ơn cưng. Bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Anh tặng em bỏ hoa thơm ngát, rất nồng nàn và bạt ngát tình yêu. Và muốn dành cho em nhiều điều, hãy cùng anh xây dựng tình yêu nhé. Em cảm ơn anh. Một câu thơ luôn. Rồi, em cảm ơn. Có cây, đây là, trong đây là một cây bút. Em cũng gửi lời chúc đến anh là luôn may mắn và thành công trên con đường anh chọn. Để đây. Rồi, không gian này là của hai đứa đó. Cứ thoải mái, coi như không có ai bên cạnh đi. Anh cảm nhận về em như thế nào? Anh cảm nhận em là cô gái rất là xinh xắn, dễ thương. Và cũng có rất là nhiều điều mà phù hợp với anh. Theo anh thì anh quan điểm như thế nào về tình yêu? Tình yêu đối với anh là phải dựa trên năm trên giá trị tinh thần và chân thành nhất cùng cả hai bên. Ví dụ có đi đến với nhau nữa thì thành vợ chồng thì cũng là vợ chồng cũng làm, chia sẻ với nhau. Yeah. Trong tất cả mọi thứ, kể cả việc nhà và công việc ra ngoài. Phong về kỳ ý của em như thế nào? Đối với em thì em cũng đồng quan điểm với anh. Và cái quan trọng là trong cái cuộc sống hôn nhân thì mình lúc nào mình cũng phải tôn trọng, tin tưởng và điều quan trọng là phải chung thủy. Hiện tại bây giờ em đang làm việc ở đâu? Dạ, hiện tại em đang làm ở quận 4. Anh thì đang làm việc ở quận 12. Dạ. Nhưng mà nói về vấn đề hẹn hò thì em không phải lo. Anh sẽ trả tới và bất cứ khi nào em muốn. Nếu yêu nhau thì chúng ta có một dự tính gì không? Nếu mà yêu nhau mà chúng ta đi đến phải phù hợp, lúc nào em mong muốn, em phải muốn thì chúng ta có thể đi đến hôn nhân bất cứ khi nào. Đó là anh theo em luôn. Còn khi mà cưới về rồi thì em có thể chọn ở riêng cũng được, hoặc là ở chung nhà cũng được, và thậm chí em có muốn anh ở rể anh cũng đi ở rể cũng được. Trời, dễ quá ta.
Ngon à. Em thấy cái vấn đề ở rể thường các bạn nam bây giờ cũng hay ngại vấn đề đó, nhưng mà anh thì không không sao gì. Thật ra nếu mà khi mà yêu em tức là yêu cả gia đình của em rồi, thì gia đình của em cũng chính là gia đình của anh rồi. Mình ở rể thì cũng giống như con cháu trong nhà hay là ba mẹ vậy thôi, chứ không có vấn đề gì cả. Dạ. Khoảng bao lâu thì mình có thể tính điều đó được em gái? Dạ, theo con thì cái thời gian thì nó không quan trọng. Quan trọng là hai người tìm hiểu nhau như thế nào và tình cảm đủ lớn thì mình tiến tới thôi. Nếu bây giờ xảy ra một cái mâu thuẫn nào đó thì ai sẽ là người xuống nước, ai sẽ là người nói lời xin lỗi đầu tiên? Dạ thưa anh là em. Nói với bạn gái kia. À, nếu mà trong chúng ta mà trong quá trình mà gặp gỡ nhau mà có bất cứ một vấn đề xảy ra thì anh nghĩ rằng em cứ nói thẳng với anh để anh có thể là anh sửa đổi, hoặc là anh sẽ sử dụng một cái phương pháp nào đó để phù hợp tại trong vấn đề đó. Chứ em không nên im lặng mà để khiến anh lại càng khó xử và rất là phức tạp và suy nghĩ. Vấn đề đó anh không cần lo, tại vì tính em cũng rất là thẳng tính. Cái vấn đề gì cần phải có phát sinh mâu thuẫn hay là cái vấn đề gì đó xảy ra, em thích mình cũng phải trao đổi với nhau và cùng nhau đưa ra cái phương pháp cái gì đó để mình giải quyết vấn đề, chứ không có kiểu mà im lặng. Thôi bây giờ bạn Nam có thể làm bài thơ nào tặng bạn gái hay là một bài hát nào đó cũng được. À như vậy này, tức là hồi chiều trước khi mà anh chạy từ quân chỉnh xuống đấy á, lúc anh chuẩn bị đi ra chơi nó chưa mưa, sau khi anh chuẩn bị mang đồ hết lên rồi thì bắt đầu trời đổ mưa mất, thì anh có nghĩ ra một bài thơ như vậy. Bước tới bạn gái, nắm tay đọc bài thơ cho bạn gái nghe cho nó trữ tình, biết không? Mưa lại về trên những nẻo đường qua, rơi vờ vạ cho một người chờ đợi. Hà Đô này đã vào mùa tháng mới, vẫn ngập ngừng chờ vợ thở yêu nhau. Rồi, còn bên mình á, mình có ca hát hay là mình có tặng một món quà tinh thần nào con hát? Hát em hát chờ em chờ mâm trầu đưa tới, pháo hoa rượu nồng mừng cô dâu chú rể vui. Giáng sinh sánh vai bên chồng, làng phân hồng đếm tô mặn duyên, tương lai có nhau trong đời. Thôi đọc thơ được rồi. Thôi về các bạn về vị trí đi, chúng ta chúng tiến hành bấm nút thôi. Bây giờ là giờ phút quan trọng trong bên câu đây, chuyện bạn muốn hẹn hò. Đã đến lúc chúng ta muốn bấm nút thì bấm đi, tùy các bạn. Sau 3 tiếng đếm, nếu ta quyết định đây là một nửa mảnh ghép của mình thì bấm nút, không phải thì đừng bấm. 1, 2, 3. Hết thời gian, bạn gái không bấm. Sao vậy con? Nói chung thì con cũng sống rất là tình cảm. Cái cảm xúc đầu tiên á cô, để mình cảm nhận một đối tượng cái bạn trai của mình á, chắc là con nghĩ hai người chưa có đủ gì. Con chưa đủ cảm xúc đúng không? Dạ. Nếu chúng ta chưa đủ cảm xúc, chúng ta chưa rung động trái tim thì không cần bấm. Bấm sẽ để đối phương hiểu lầm. Nút bấm này sẽ dành cho người khác. Ở trên truyền hình sẽ có hàng triệu người sẽ bấm cho chàng trai, và hàng triệu chàng trai cũng sẽ bấm cho cô gái. Đừng lo lắng điều đó. Hôm nay các bạn đã có duyên nhưng không có nợ với nhau. Hy vọng rằng mỗi chúng ta sẽ sớm tìm một nửa manh ghép cho mình, một nửa yêu thương của mình nha. Đây là cái món quà của chương trình gửi tặng bạn nữ. Phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Hệ thống cửa hàng Mori Italia tặng bộ quà quy ngương và voucher 2 triệu đồng mua sắm tại các cửa hàng trên toàn quốc. Mori Italia gồm các thương hiệu hàng đầu thế giới và gia dụng, nhà bếp, nội thất và thời trang và phụ kiện. Chúc tình cảm cặp đôi hạnh phúc bền vững nhé. Rất mong là hai đứa sẽ gọi là tìm được một nửa của mình nghe. Dạ. Rồi, mỗi đứa đi một nơi thôi. Dạ.